Thị trường hôm nay lại tiếp tục duy trì biên cân bằng dưới, cụ thể VN Index giảm 2,15 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1.259,09 điểm, giá trị giao dịch ở mức thấp 15.173,27 tỷ. Tin chung động này mình thấy cũng còn rất nhiều người nói với bạn rằng ấy thị trường ta đang là giai đoạn rũ bỏ và là cơ hội cực kỳ lớn cho nhà đầu tư mình. Nhưng đối với những nhà đầu tư đang nói chúng ta là giai đoạn rũ bỏ thì thực chất họ đang kẹp hàng trên vùng 1.300 điểm này này. Nếu họ biết rũ bỏ vậy tại vì sao lại kêu bạn mua trên 1.300, sao không kêu bạn mua dưới đây? Đúng vậy thì bạn phải đặt ra câu hỏi đó. Và hầu hết ấy, những nhà đầu tư kẹp hàng 1.300 này lại bắt đầu kêu bạn trung bình giá. Đúng vậy. Và khi các bạn trung bình giá xong ấy thì các bạn biết rằng nếu thì chúng ta lỡ không lên mà bắt đầu nó giảm thêm một nhát nữa thì sao? Thì hầu như những nhà đầu tư kẹp trên vùng 1.300 này hoặc là ai nói bạn đây là giai đoạn rũ bỏ này thì sẽ bị thua lỗ rất nặng nề. Tại vì nó rơi vào những lỗi sai ấy, là bị lỗ kép. Tại vì bạn biết rằng ấy, khi chúng ta nó bắt đầu hình thành một cái xu hướng giảm trong ngắn hạn và chưa biết nó có phục hồi và hoàn thành một cái xu hướng tăng trở lại hay không mà chúng ta cứ cầm điểm ô tô, chúng ta lỡ sai đây rồi bắt đầu chúng ta lại tiếp tục chúng ta mua thêm một phần ở đây nữa và thì chúng ta không lên, nó đi thêm một nhịp giảm nữa, thì bạn thấy hầu như thay vì chúng ta lỗ trên một phần thì chúng ta lỗ trên hai phần, đúng vậy. Nên vì sao các bạn thấy rõ ràng rằng đoạn này vẫn nhiều người hô rũ bỏ là do người ta kẹp hàng trong gần 1.300 điểm này này mới gọi là rũ bỏ thôi. Nhưng bạn nhìn vào cảnh thị trường đi thì chúng ta nó đang rất là xấu. Tại vì sao xấu? Tại bạn thấy đây các cổ phiếu như con VCI đây, các bạn nói rằng cái con này đẹp thì mình cũng chịu. Thì ở đây bạn thấy đi, nó gãy trên về trung hạn luôn rồi, chứ không phải là nó gãy trên ngắn hạn nữa. Hay bạn nhìn qua con VND đi, nó về với lòng đất luôn. Hay bạn nhìn qua những cổ phiếu khác như DIG như này bạn còn hô đẹp thì làm sao mà nó đẹp được. Hay bạn nhìn qua những cổ phiếu như con gì, con KHB hay VCG, các bạn thấy nó đạm như thế này này mà các bạn còn nói đẹp thì ở đây đẹp chỗ nào? Hay bạn nhìn qua các cổ phiếu khác đi, ví dụ con gì nữa DXG này thì làm sao nó đẹp được? Hay bạn nhìn qua FTS này nó đi 15-20% thì làm sao nó rũ bỏ được? Nếu nó rũ bỏ thì sao? Cái biên độ nó phải hẹp, nhưng mà đi 15-20% như thế này các bạn còn khen nó đẹp thì làm sao nó đẹp được? Rồi bạn nhìn qua những cổ phiếu như VIP này, banh nó còn đi như thế này này thì bạn làm sao hôn nó đẹp được? Hay các bạn nhìn thêm những cổ phiếu khác nữa đi, cái dòng như dòng gì nữa ạ? Dòng thương mại đi, thì bạn nhìn qua những mã phiếu BNC đi, nó như thế này làm sao nó đẹp được? Hay bạn nhìn qua thêm những cổ phiếu của dòng gì ạ? Dòng dầu khí đi, BVD nó đi cỡ này này thì làm sao nó đẹp được? Các bạn thấy đi hai cây cũng đã trên 10% rồi thì không thể nào nói ở đây cổ phiếu nó đẹp như thế này được. Và bạn thấy trạng thái rũ bỏ sao thì biên của nó như nào? Biên của nó phải hẹp như thế này này, nó rũ bỏ vài cây nó cân bằng đi lên lại liền, nhưng bạn thấy ở đây nó đi đâu khoảng là 3 đến 4 lần liên tục rồi, bạn thấy đi nó làm bậc thang đi xuống mà thì làm sao nó đẹp được? Nên rõ ràng bản chất của ta chúng ta hiện tại là một cái bản chất thì chúng ta nó đang rủi ro chứ không phải là cơ hội nhiều hơn đâu. Nên các bạn phải lưu ý quản trị rủi ro. Ở đây ai cũng nói bạn về lợi nhuận cả, người ta kêu bạn là cổ phiếu này còn có điểm mua đẹp, cổ phiếu kia còn điểm mua đẹp, nhưng chả ai nhắc bạn ở đoạn này chúng ta đang rủi ro thì bạn làm ơn quản trị rủi ro đi, để khi chúng ta nó tạo đáy chúng ta còn tiền để chúng ta tham gia những siêu cổ phiếu. Chứ kêu các bạn mua hoài trên đây thì bạn thấy rõ ràng rằng nếu chúng ta nó không lên mà đi xuống nữa thì sao ạ? Thì các bạn kẹp hàng hết trên, lúc chúng ta tạo đáy chẳng còn tiền để tham gia đâu. Nên vì sao có những câu là giữ tiền nó quan trọng hơn việc kiếm tiền là như vậy. Rồi tiếp tục các bạn phân tích về cái mặt gọi là tiền và hàng ở trên thị trường này đi. Bản chất thì chúng ta chỉ có hai cái đó xảy ra thôi. Thì bạn thấy đoạn này đây tiền đang rút vào, đang gì đang rút ra hay là bơm vào? Rõ ràng đang rút ra nhiều hơn. Tại bạn thấy đi, thứ nhất là bạn nhìn về khối ngoại. Khối ngoại họ bán ròng liên tục mấy tháng gần đây là dòng tiền đang rút ra. Thứ hai, các bạn nhìn vào gì nữa ạ? Các bạn nhìn vào các doanh nghiệp ấy, họ đang chia tách cổ tức rất nhiều và họ đã chia tách cổ tức xong rồi. Và mục đích chia tách cổ tức làm gì? Để họ rút những cái dòng tiền về để họ sản xuất kinh doanh là họ cũng đang rút ra. Rồi tiếp tục các bạn nhìn đi, chỉ số DI cũng đã bắt đầu tăng lên. Rồi bắt đầu bạn thấy đi, ngân hàng nhà nước cũng đang bắt đầu phát hành tín phiếu để làm gì ạ? Để hút tiền về. Và những dòng tiền đó nó đang được hút đi chúng ạ. Và trên thị trường này chủ yếu là hàng là nhiều. Và hàng ở đây ai là người ôm? Chủ yếu nhà đầu tư cá nhân là người ôm chứ không phải là tổ chức là người ôm. Và khi nhà đầu tư cá nhân ôm quá nhiều vào đoạn này chỉ cần ấy là thị trường chúng ta nó xấu xấu một tí thôi thì đầu tư cá nhân tự giao dịch với nhau, đến những lúc nhận ra nó xấu thì lúc đó thì chúng ta nó sẽ tiếp tục có nhịp giảm nữa. Nên vì sao đoạn này này chúng ta phải quản trị rủi ro sao cho tốt, chứ không phải là chúng ta cứ cố gắng ta kiếm tiền trong đoạn này. Đoạn này có nhiều người kêu bạn là chọn cổ phiếu riêng lẻ để đầu tư đi, nhưng chọn có được không? Làm gì chọn được? Và các bạn chọn việc dễ bạn làm thôi. Ví dụ thị trường ta trên lai tăng này, các bạn chọn chưa chắc có ăn, huống chi là trong cái trên lai giảm. Có nhiều người các bạn kêu đánh tỷ trọng ít thôi, đúng chưa ạ? Chọn cổ phiếu riêng lẻ để đánh, nhưng bạn đánh đoạn này xem cổ phiếu riêng lẻ có lên không, làm gì có lên đâu, và có chọn được đâu. 80% trên 20% bạn còn chưa chọn được mà, tại vì 80% cổ phiếu nó đều đi theo dùng chung. Trên lai tăng này các bạn chọn chưa chắc có ăn, huống chi là trên lai giảm này chỉ có 20% cổ phiếu đi ngược lại thị trường, mà bạn chọn chọn cái việc này bạn làm chi cho nó khó vậy? Sao bạn không chờ nó đảo trên như này này bạn tham gia? Còn bây giờ nó trên lại giảm như này, các bạn chọn sớm làm gì? Các bạn chờ đi cho nó rơi xong đã, hình thành trên lại tăng lúc đó bạn mới vào, và các bạn đánh một phát là bạn all in,
chứ bạn đừng có cố gắng đánh 20 30%. Ví dụ đây bạn có 100 triệu, các bạn đánh khoảng 10% 20% đi thì bạn lãi được 10%, thì bạn lãi được bao nhiêu tiền trên tổng NAV? Có bao nhiêu đâu. Nên khi chúng ta đánh thì chúng ta phải xác định rằng chúng ta phải đi quy mô vốn lớn, và khi chúng ta đánh thì chúng ta phải xác định thì chúng ta nó ổn và đủ để cho chúng ta có một cái cơ hội đủ lớn kiếm 30, 50 hoặc là 100% tài khoản. Còn rõ ràng rằng đoạn này làm gì có một cổ phiếu nào giúp cho bạn tìm được cái biên độ lợi nhuận đó đâu, mà chúng ta cố đắm ăn xôi thị trường làm gì, càng kiếm thì càng thua lỗ thôi. Đoạn này này những nhà đầu tư này đánh T cộng cũng đi bụi, tại vì sao, nó đi trong biên sideways mà nó đang đi lên xong đi xuống, đi lên cái đi xuống, các bạn thấy đi mua điểm gì bạn cũng thua. Đánh T cộng các bạn này, ví dụ con HXG đi, rõ ràng là các bạn đánh T cộng, thường thường bạn mua đâu, các bạn mua đâu, trên đây này, về đây bạn bán này, lên đây bạn mua này, về vài bữa nó gãy thêm cái nữa, kiểu gì bạn sẽ bán. Các bạn thấy, nhưng mà ví dụ FTS đi, các bạn đánh T cộng như nào, lên đây bạn mua này, xuống đây bạn bán này, lên đây bạn mua này, xuống đây bạn bán này, thực chất là như vậy thôi, đánh T cộng cũng thua. Hoặc các bạn mua những cái điểm đánh trend như con gì SJC đi, các bạn mua những điểm đánh trend này bạn ăn không, vẫn thua luôn. Đấy, bạn nhìn qua những mã cổ phiếu khác, giống như con gì nữa ạ, giống như con BSI đi. Đấy, bạn thấy đi, những điểm mua đánh trend này hàng về cũng thua lỗ bình thường. Hay DG các bạn mua tại nền, nó vẫn gãy nền bình thường, nó như thế. Nên bản chất đoạn này chúng ta khá khoai, và khoai sao, khoai chúng ta phải chờ đợi chúng ta, rồi chúng ta chờ đợi gì, chờ đợi tín hiệu tạo đáy ta mới vào, chứ ở đây chúng ta vào sớm làm gì, bắt đáy sớm làm gì, 10 ông bắt đáy thì đã 8 ông thua rồi. Các bạn thấy có ai giàu lên từ việc bắt đáy chưa, chưa. Và những quyền thoại đầu tư ấy, người ta cũng chả dạy cho bạn là bắt đáy đâu, người ta kêu bạn là gì ạ, kêu bạn là tìm kiếm siêu cổ phiếu, chứ người ta chả dạy các bạn bắt đáy. Nên bạn đừng cố gắng bắt đáy làm gì, rồi đừng cố gắng trung bình giá làm gì, và đừng cố gắng cả thị trường làm gì, tại thị trường ta không bao giờ sai. Ở đồng này bạn thấy xu hướng giảm nó đang bắt đầu hình thành trong ngắn hạn, thì bạn đừng có cả thị trường, thì chúng ta ở đây nó rũ bỏ bắt đầu đi lên. Nhưng mà nếu mà rũ bỏ đi lên thì bạn biết nó rũ bỏ thì bạn mua trên đây làm gì, hay là những cái người kẹp hàng trên đây nói các bạn ở đây chỉ là rũ bỏ. Rõ ràng rằng ở trên đây này nhiều người nói thì chúng ta là rũ bỏ, nhưng mà kẹp hàng đây mới nói rũ bỏ. Còn rõ ràng dòng tiền đang thoát ra mà, về bối cảnh vĩ mô nó đang thoát ra. Và bạn thấy ở đây đi, dòng tiền thoát ra chưa, ở đây này là dòng tiền thoát ra này, bạn thấy đi, bán thì vol to này, bán vol to này, bán vol cực kỳ to, bán vol cực kỳ to thì được gọi là những viên phối. Mà các bạn thấy lên đi, vol nhiều vol bé tí à, lên sao, lên thì vol bé tí mà xuống thì vol to, thì rõ ràng là tiền nó đang bán ra nhiều hơn so với việc gọi là gì, nó mua vào. Và khi nó bán ra nhiều hơn thì ở đây nhà đầu tư cái nhân kẹp trên đây này, rồi bắt đầu trên đây lại tiếp tục gì ạ, lại tiếp tục kẹp trên đây này, và ở đây nó, và ép những nhà đầu tư ở trên đây kẹp hàng ở trên khúc trên này rồi, thì ở đây nó lại tiếp tục tái phân phối thôi. Tại vì sao, tại vì phân tích đây nó là vùng phân phối, thì ở đây khả năng tái phân phối. Tái phân phối lượng hàng cho ai? Thứ nhất là cho những ông 1.300 điểm này đang kẹp hàng trung bình giá này, cho những nhà đầu tư đang cầm tiền bên ngoài này lao bắt đáy này, tại vì thấy chúng ta chỉnh rồi hồi này, đến những lúc ấy vô mua một cái nữa nó đập thật, thì lúc đó mới kẹp lên đây, thì tổ chức họ mới phối ra được lượng hàng nữa, thì được gọi là vùng gì, vùng tái phân phối. Và khả năng ấy trong các phiên sắp tới thì nó sẽ bắt đầu đi ngang, rồi sẽ có nhịp đạp về vùng giá 1.220 điểm nữa để quay về retest cap của nó, cũng như ấy nó phải đánh thủng hỗ trợ này để cho những ông 1.300 điểm này ông bán hàng ra, chứ làm gì ở đây có bán hàng ra đâu. Bạn thấy để ý gần đây đi, kẹp trên 1.300 toàn trung bình giá không, làm gì bán hàng ra khi nó chưa gãy hỗ trợ 80% là như thế. Nên vì sao đó mà nói khả năng trong thời gian sắp tới nó sẽ có nhịp đạp nữa về vùng giá 1.220 cộng trừ 50 điểm gì đó là để quay về lắp gáp, tại vì gáp sinh ra sẽ lắp lại trong tương lai. Ví dụ bạn thấy đi, gáp này sinh ra này nó quay về lắp không, nó quay về lắp trong tương lai chứ, gáp sinh ra này nó lắp trong tương lai này. Rồi bạn thấy đi, những cái vùng gáp này này nó sinh ra này, nó quay về retest trong tương lai này, đúng mà chưa chưa ạ à? Và khi nó quay về retest gáp này chưa chắc đã bắt đầu phục hồi gia tăng nữa, thậm chí nó có thể đạp thêm cây nữa thì sao. Nên đoạn này chúng ta phải đề phòng hết sức cẩn trọng, và phải giữ tiền để chúng ta chờ đánh một cái chu kỳ mới. Tại vì khi chúng ta nó chỉnh xong, nó đều xuất hiện một cái siêu cổ phiếu mới, hoặc là xuất hiện dùm nhận chất mới. Ở đây nó chỉnh xong cái đây, ví dụ ở đây chỉnh xong dòng gì vào sóng, phải là dòng chứng khoán vào sóng không, ở đây chỉnh xong dòng khu công nghiệp, dòng ngân hàng vào sóng, chỉnh cái dòng công nghệ cảng biển vào sóng, và ở đây nó đạm cái, hoặc là nó gì à, nó rơi đi, thì khả năng nó sẽ có dòng dẫn dắt mới vào sóng. Quan trọng bằng còn tiền để đánh dòng dẫn dắt mới hay không, hay là bằng kẹp kẹp hàng trên đây đó. Chúng ta phải biết rằng đoạn này chúng ta phải xử lý danh mục như thế nào cho hợp lý. Và đoạn này rõ ràng là cầm tiền là cửa trên, và cầm hàng là cửa dưới. Cầm tiền thì người ta linh động thị trường, các bạn lấy trên đây đi, nó đã chiết khấu 50 điểm rồi, bây giờ cầm tiền mua khi nào trả được, quan trọng có tạo đáy cho mua hay không. Còn bây giờ cầm hàng thì bây giờ chỉ canh hồi lên để xử lý thôi. Ở đây nhiều người nói là thị trường đẹp, đẹp thì làm sao mua đổ được, thị trường là cơ hội làm sao mua lỗ được. Nhưng đoạn này bạn thấy đi, ai đánh có lời không, hầu như 80% là thua lỗ chứ chả có đánh có lời đâu, mình nói thẳng là như vậy. Nên bây giờ bạn phải biết chúng ta nên làm gì đoạn này, có những lúc chúng ta nên công, có những lúc chúng ta nên thủ. Và đoạn này là chúng ta nên thủ ở này, giống như một cái thủng môn ấy, họ chỉ cần đỡ được một cái quả penalty thôi là họ đã thành công rồi, đúng chưa ạ. Nên đoạn này các bạn phải cố gắng bạn giữ được tiền nhiều nhất để đoạn sau còn tiền để đánh, chứ không phải là chúng ta cứ cố chấp và chúng ta cố cãi thì chừng làm gì. Rồi các bạn cãi đây rũ bỏ thì được gì, quan trọng chúng ta phải là lên những kịch bản hành động sẽ đúng. Ví dụ kịch bản này xảy ra chúng ta làm gì, kịch bản kia xảy ra làm gì, thì mình lên sẵn kịch bản, mình cầm tiền. Nói thẳng là bây giờ mình cầm full tiền, nếu thì chúng ta ở đây nó cân bằng sẽ quay dòng tiền nó lên, nó tích lũy trên đây một cái thì mình sẽ chấp nhận mình vào, mình đu giá cao.
Tại vì sao? Thị trường chúng ta nó vào trend không phải là nó vào một ngày, mà vào một tháng. Dù đây đi nó vào trend cái đi, không phải vào một ngày mà vào từ 3 6 tháng này đó, và trong cái xu hướng tăng đó nó tạo ra nhiều cơ hội, rất nhiều cơ hội, đúng vậy. Và có hơn 2.000 mã cổ phiếu để mình tham gia mà mình vội gì, đúng không ạ? Còn lỡ nếu ở đây đi nó không đi lên mà đi xuống tiếp thì sao? Thì mình lại tiếp tục mình cầm tiền tiếp. Tại vì sao? Tại vì mình có những cái lượng tiền để mình mua cổ phiếu ở vùng chiết khấu tốt hơn, và khả năng x2 x3 của mình sẽ cao hơn. Tại vì sao? Tại vì ở đây chiết khấu nó rẻ, còn đây chiết khấu nó vẫn còn đắt, nên mình sẽ không có cơ hội x2 x3, nhưng mà về đây mình lại có cơ hội tuyệt vời để mình mua cổ phiếu để x2 x3 tài khoản lên. Nó như thế, nên vì sao cầm tiền bây giờ nó là lợi thế như thế. Còn hầu nhất là những cái giai đoạn phía trước mình đã cảnh báo bạn khá nhiều, ở đây xuất hiện 6 phiên sell out này, mình nói rằng ở thị trường ta có nhịp chỉnh mà bạn chẳng tin. Các bạn nói thì chúng ta lên 1.000 3.500, nhưng bản chất thì chúng ta nó đâu có đủ độ tích lũy đâu lên 1.000 3.500 được, đúng. Nên các bạn thấy rõ ràng rằng đoạn này khi thị trường nó đã trả lời như thế rồi thì chúng ta phải hành động theo thị trường thôi, thu tiền về càng nhiều càng tốt để chờ đến chu kỳ sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về gì, nói về mặt kỹ thuật một tí. Thì nói về mặt kỹ thuật ở đây thì mình đánh giá rằng ấy, thị trường ta nó đang có những cái trạng thái là nó đang ở vùng cân bằng, và ở vùng cân bằng này các bạn thấy thì vol của nó khá thấp, và ở đây bạn thấy cái vùng cân bằng là cái vùng gọi là hỗ trợ nó. Về đây vol thấp thì đây là yếu tố tốt hay yếu tố xấu? Thì có nhiều bạn nói ở đây nó là yếu tố tốt, thì các bạn phải hình dung một thứ cho mình đấy, là trong một cái xuống tăng cái vol thấp của nó mới là tốt. Ví dụ đây nó đang trong xuống tăng thì bạn thấy vol nó thấp dần là tốt, vol nó thấp dần là tốt, thể hiện sự cạn cung. Ở đây các bạn thấy đi, vol của nó thấp dần trong cái xuống tăng, ví dụ ở đây nó rũ bỏ này, đi lên này, rũ bỏ này, vol nó thấp dần là yếu tố tốt. Nhưng đối mặt xuống giảm, ở đây xuống giảm thì bạn thấy đi, vol thấp dần sao ạ? À? Tốt hay xấu? Nó không phải yếu tố tốt đâu, nó sự thiếu cầu. Ở đây bạn thấy cân bằng sideways này, vol nó thấp này nhưng nó có tạo đáy đâu. Nó gọi là sự thiếu cầu. Và ở đây nó cũng tương tự vậy này, nó đạp xuống này, nhiều người cũng tưởng là nó ở trạng thái cân bằng này, nhưng nó ở trạng thái cân dưới này, vol nó cũng thấp lại này, nói tốt nhưng nó không tốt. Xu hướng xuống gọi là thiếu cầu, còn xuống lên nó mới là cạn cung. Nên đoạn này cái bối cảnh của nó này là thiếu cầu, nên các bạn hạn chế tham gia ở đây nó cũng chưa tốt lắm. Còn nếu mà mình tính kỹ á, nếu mà theo VNA á, thì các bạn thấy ở đây đi, nó đang tạo ra gì ạ? À? Nếu ở đây đúng ấy, thì điểm này là điểm UTAD ấy. Đó, UTAD thì cái điểm ở trên đây này, nó hồi lên nhịp này, thì đây được gọi là LBS đó, và LBS đúng vậy, gọi là LBSY gì đó đó, LBSY đó. Và khi nó tạo ra LBSY thì ở đây khả năng sẽ tạo thêm một cái LBSY nữa, nó đạp về đâu ít nhất về phải vùng này này mới bắt đầu có những nhịp hồi lên, rồi mới bắt đầu có những nhịp gọi là nó cân bằng hay là nó rơi tiếp gì chúng ta chưa biết. Thì chúng ta chỉ biết rằng ở trước mắt là phải về vùng giá 1.220x để làm gì ạ? À? Để nó có thể quét những cái lượng gì, lượng hàng của nhà đầu tư trên 1.300 ngày này, nó phải đạp thủng cái này này, nhà đầu tư trên đây mới bán ra. Còn nó chưa đạp thủng nó sẽ chưa bán ra đâu. Đó vì sao đối với kỹ thuật một tí thì nhìn chung là đoạn này đang thiếu cầu, thiếu cầu thì khả năng sẽ đạp một nhát nữa để có thể là hấp thụ lượng cầu mới bên ngoài vào. Thấy chiết khấu tốt thì cầu mới bên ngoài mới vào, đúng vậy. Thì lúc đó chúng ta phải quan sát ở cái vùng 1.220 này xem như thế nào. Còn khi nào tạo đáy thì chúng ta phải chờ cái tín hiệu tạo đáy, là phải có những tố nổ volume. Thì chúng ta khi nào ấy mà nó nổ volume thì lúc đó nó mới là tín hiệu an toàn để chúng ta tham chiến. Giống như khi mà ví dụ rũ bỏ xong thì bạn thấy đi, nó phải nổ volume một cái này, nó đạp xong nó rũ bỏ này, bạn thấy phải nổ volume này, nó ở đây tín hiệu nổ volume này, đúng giờ. Và nó đạp hai cây này nó không giảm nữa này, thì đó là tín hiệu an toàn, là nhưng mà nó phải nổ volume. Và là nếu mà nó rơi ấy, nó rơi đến khi nào nó nổ volume thì lúc đó bạn thấy đi nó mới tạo đáy thành công chứ. Dù bạn thấy nó rơi 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 này thì bạn thấy đi, cây này nổ volume này nó mới tạo đáy thành công. Hoặc cái chu kỳ phía trước này nó rơi 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 thì sao, nó phải nổ volume như thế này này mới biết rằng ở cái dòng tiền tổ chức họ vào này, họ chấp nhận hấp thụ lại cái lượng hàng vùng giá thấp này. Còn rõ ràng nó rơi volume nhỏ như thế này này nó rất nguy hiểm đó, nên vì sao chúng ta phải chờ chờ tín hiệu kỹ thuật thêm. Còn về Fibonacci thì hồi nãy mình cũng có kể ra thì sơ sơ, thì nhìn chung nó cũng loanh quanh vùng gáp này thôi. Tiếp tục là chúng ta sẽ đi qua phân tích vài cổ phiếu đi, ví dụ cổ phiếu như bất động sản đi, giống như DG hôm nay nó phục hồi này, nhiều người lại bắt đầu tham gia điểm này, nhưng bản chất bạn thấy đi, đoạn trước mình cũng đã nói rồi, ở đây có phải điểm tham gia không? Ở đây điểm tham gia không, và ở đây cũng không phải điểm tham gia. Và hôm nay mình cũng sẽ nói như thế, nó không phải điểm tham gia, tại vì ở đây nó đâu có tín hiệu dòng tiền vào đâu. Các bạn muốn tham gia bạn phải chờ gì, chờ nó phải có đánh một cái phiên quyết liệt lên trên đây này, nó cân bằng trên đây này, rồi dòng tiền vào một cái nữa này các bạn mới tham gia, chứ không phải là tự nhiên ở đây tham gia vì lý do gì. Ở đây mình chả thấy lý do gì để tham gia vì giá thấp à. Các bạn nhìn lại các chu kỳ phía trước đi, ở đây này nhiều người tham gia vì giá thấp này, ở đây này 52 51 gì tham gia này, tại vì giá 100 đâu mua được đâu, về đây mua này, mua một phát thì về đâu khoảng giá 25 25 thấy giá thấp nó rơi phát về 24 24 thấy giá thấp nó rơi về giá chính. Nên các bạn thấy rõ ràng rằng trên thị trường này đâu biết đâu là giá thấp đâu, nên chúng ta phải biết rằng khi tham gia chúng ta phải có một cái phương pháp tham gia là dòng tiền vào xuống đi lên ta mới tham gia, chứ không phải là tham gia trong cái giai đoạn mà nó đang cân bằng dưới như thế này. Giống như ở đây này nó cân bằng dưới này, mặc dù nó có những nhịp phục hồi đi lên, đúng giờ ở đây nó phục hồi đi lên nhưng bạn thấy có lên không? Không, bản chất của nó chưa có dòng tiền, ở đây nó phục hồi nhẹ nhàng này, vốn của nó đâu lớn đâu. Nhưng mà khi bắt đầu nó giảm xong này rồi bắt đầu dòng tiền nó vào này, các bạn chờ cái nền kiến tạo số 2 các bạn tham gia đi, nó an toàn không?
cái nền kiến tạo số 2 này an toàn, rất an toàn. Tại vì sao nó vào xuống tăng? Ở đây xuất hiện một phiên no supply 3 này, một phiên test cung này, một phiên breakout 3 này, các bạn tham gia những điểm này đi. Nó vào trend, các bạn tha hồ tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc là lợi nhuận. Chứ bạn mà tham gia trước làm gì, biết nó rơi như thế nào? Chúng ta chỉ hành động theo một cái gì xu hướng của một cổ phiếu đó, chúng ta đừng cố gắng chống lại nó. Nên vì sao đó mình này, ở điểm này mình chẳng thấy cái điểm tham gia. Khi nào có dòng tiền vào mình sẽ tham gia, và mình chỉ tham gia trên vùng giá khoảng 30 thôi, dòng tiền vào mình sẽ tham gia vùng đó. Chứ ở đây nó tham gia thì hầu như là bắt đáy, và bắt đáy nó cũng là những cái gì sai lầm trong đầu tư. Rồi tiếp tục BCG, nếu bạn thấy đi, đáng lẽ ở đây rũ bỏ thì ở đây nó rũ bỏ tới đây được rồi, đánh lên được rồi, mà bắt đầu bạn thấy đi nó đạp thêm nhát nữa này, nó vẫn sai quay ở đây, nó chưa tín hiệu dòng tiền vào này, thì làm sao tham gia? Các bạn có thì cứ nắm giữ thôi, còn điểm mua mới đó mình thì chúng ta phải chờ, chờ ví dụ ở đây đi, nó rơi thêm nhịp nữa, mà ở đây nó dòng tiền đi lên đi, nó cân bằng quanh vùng giá khoảng là giá 9-10 rồi đó, rồi dòng tiền bùng nổ lên cái nữa thì mình sẽ tham gia. Còn nó không xảy ra kịch bản đó sao thì mình vẫn tiếp tục đứng ngoài thôi, tại vì ở đây làm gì có tín hiệu gì để chúng ta tham gia đối với con BCG đâu. Rồi tiếp tục con gì ở đây HDC này, tương tự như vậy này, nó rơi về đây. Các bạn tưởng chừng nó tạo đáy à? Chắc chỉ tạo đáy, lỡ rơi giống nhịp này sao nó cân bằng rồi nó đi thêm nhịp nữa sao? Chúng ta chưa biết được. Chúng ta phải chờ, chờ khi nào nó bắt đầu nó bứt phá được cái trendline giảm này, nó cân bằng trendline này chúng ta mới tham gia. Còn đây làm gì có điểm tham gia đối với con HDC. Rồi tiếp tục bạn nhìn qua con Nam Long đi. Hôm nay nó phục hồi này, nó quay lại trendline là việc bình thường. Ví dụ một cổ phiếu đi, ví dụ như nó tạo ra mô hình 2 đỉnh 3 đỉnh thì nó quay lại trendline không? Nó sẽ luôn luôn quay trendline. Ví dụ đây đi, nó tạo ra 3 đỉnh này thì đây là nhịp gì quay trendline này mới bắt đầu giảm này. Thường thường nó sẽ như vậy. Hay đây bạn thấy đi, nó tạo ra mô hình gì ạ? Đây cũng là 2 đỉnh này, nó cũng quay lại trendline cái này bắt đầu nó giảm này. Đúng vậy, thường thường nó sẽ như thế, nên đây trendline việc bình thường, có tín hiệu gì đâu mà chúng ta tham gia. Còn ở đây nguồn cung rất lớn này, nhà đầu tư kẹp hàng ở đây đầu rất nhiều này, và để đánh lên chữ V lên hay không đó mình sẽ chưa đâu. Ở đây phải cần sideways thời gian này, nó rũ bỏ thời gian đó mới bắt đầu đi lên được. Nên quan điểm mình chưa tham gia. Rồi tiếp tục dòng nhìn dòng chứng khoán đi, còn rất xấu hơn các dòng bất động sản nữa. AGR ở bạn thấy này, đi từ đây tới đây bao nhiêu phần trăm rồi? 20-30% rồi. Nếu rũ bỏ đi ít thôi, 10-15% thôi, còn biên độ rũ bỏ đi 20-30% gì thế ghê gì cái vậy các bạn. Rõ ràng rằng nó chả phải rũ bỏ, và khi các bạn thấy nó đánh như thế này thì hiểu rằng ở thì chúng ta không ổn rồi. Nếu chúng ta ổn thì nó chỉ đánh lanh quanh do khoảng 21 lần cân bằng trở lại đi lên rồi, chứ nó rũ bỏ ai mà rũ bỏ đạp về tới đây các bạn. Nó đang là nhốt các bạn lên đây này, chứ không phải là rũ bỏ đâu. Nó đang tạo cho bạn một cái sự hy vọng, hy vọng đây nó cân bằng nó sẽ hồi, nhưng không, nó sẽ đạp thêm cái nữa thì hầu như nhà đầu tư trên đây này lại tiếp tục đi lưu thêm một cái lượng tiền nữa. Nên vì sao cái cổ phiếu ấy mà nó xuất hiện tín hiệu rủi ro chúng ta phải bán? Các bạn nào xem video mình đi, phải bán qua AGR trên ngay đỉnh này trên đây không, chắc chắn sẽ bán trên đây, tại vì đây nó xuất hiện tín hiệu rủi ro rồi. Thứ nhất là chạy rút này, thứ hai bạn thấy xuất hiện bao nhiêu phiên phối này, một phiên này, hai phiên này, đây ba phiên này, đây bốn phiên, bạn bán đâu những phiên trên đây bán đẹp nhất rồi, và bạn bán được phiên đó thì sao ạ? Thì bạn cầm tiền đi về, bạn đỡ lỗ 15% rồi này. Các bạn xem lại những video trước đi, các bạn kéo lại tất cả các video trước, mình cảnh báo về chứng khoán khá nhiều, mà nói về chứng khoán xấu mà các bạn nói thị trường chúng ta nâng hạng rồi, thị trường chúng ta có dòng chứng khoán là cái dòng đẹp nhất và cơ bản tốt, những cơ bản tốt làm sao dòng tiền thoát ra những này. Rõ ràng rằng những cái tin tức về gì ạ, về cái việc gọi là nó không triển khai được KDX thì tổ chức họ cũng là người biết trước, và biết trước họ đã phân phối và đã có tín hiệu trên cái gì ạ, trên cái chart biểu đồ này rồi, và khi tín hiệu đó chúng ta phải thoát là chúng ta đỡ mất đâu khoảng 20% rồi. Còn ở đây có nhiều người kẹp trên đây, còn kiểu bạn này trung bình giá ở dưới đây nữa này, nhưng mà trung bình giá thì lại càng đi nữa, mình trải qua rồi mình biết. Tại vì sao mình không nên trung bình giá? Thì hồi nãy mình có nói đầu video rồi đó, nên đoạn này bạn có các bạn sai lỡ kèm đây cắt lên cắt lỗ, còn mua mới được không, mua mới đó mình cũng sẽ chẳng mua, tại vì sao mình chả biết đâu là đỉnh, lỡ nó rơi vào cái trường hợp là nó ngay đỉnh trên đây thì sao? Ví dụ nó rơi vào cái trường hợp ngay đỉnh trên đây thì sao? Ví dụ như nó rơi về đây nó cân bằng một cái đi tìm nhát nữa thì sao? Thì hầu như bạn thấy mua trên đây này lại tiếp tục gặp hàng này, nó bắt đầu rơi về đây chịu nổi là bán ra là sao, bán ra thì sao à? Nó lại hồi hồi lại bắt đầu đu vào lại tiếp tục đập tiếp, nó như thế thị trường chúng ta nó đánh gọi là rất khó chịu. Nên vì sao khi chúng ta sai chúng ta cắt lỗ cầm tiền đi về thôi. Mình ví dụ như con VNT đi, các bạn lỡ các bạn sai, các bạn cầm tiền đi về, các bạn còn tiền đến siêu cổ phiếu khác, các bạn nhường cho họ cho cổ phiếu khác chứ. Dù lỡ mua trên đây này, nó bắt đầu đạp về đây này, không chịu cắt lỗ này. Đúng vậy. Và lại bắt đầu cầm cho tới với tới đây luôn. Và khi cầm tới đó sao bạn thấy đi, hầu như bạn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, tại vì khi bạn bán ra bạn cầm cục tiền về tới đây đi, ngày 29 đi bạn cầm được cục tiền về, các bạn thấy bao nhiêu cơ hội đầu tư. VGI này rồi rất nhiều cổ phiếu nó lên, hay là con VOT này, con Gamadex gì tùm lum cổ phiếu nó lên các bạn không đánh, mà bạn cứ ôm khư khư cổ phiếu này đạp tới đây, bạn thấy khi nào mới về bờ? Rõ ràng rất lâu để về bờ, và bạn nắm không dự bán đạp thêm nhát nữa đi luôn khúc nữa rồi. Đúng vậy, nên các bạn chỉ cắt lỗ để bạn cầm tiền để chờ cơ hội cho cổ phiếu khác, chứ phải chúng ta khư khư ôm những khoản lỗ. Đó cũng là sai lầm của nhà đầu tư ấy, là ôm khư khư những khoản lỗ nhưng mà chốt lãi sao ạ? Chốt rất nhanh đó, nên bạn phải thay đổi rằng phải chốt lãi là chốt lãi thật chậm và cắt lỗ thật nhanh, nó mới là nguyên tắc đúng. HCM tương tự như vậy này, ở đây ai nói nó đẹp nữa đâu, rõ ràng nó xấu như thế này, nhiều người lại khen nó đẹp,
tại vì kẹp hàng đây mới bắt đầu khen nó đẹp, rõ ràng rằng không có ai chấp nhận mình thua lỗ đúng chưa ạ, và không ai chịu mình thua thị trường cả. Nên các bạn thấy khi mà mua lỗ, đáng lẽ cái cây này là phải cắt rồi nè, hoặc là cây này chúng ta phải cắt rồi, đừng đừng có để đến bây giờ. Các bạn cứ chờ hồi, lỡ nó không hồi sao, ở giai đoạn phía trước ấy, giống như đoạn này nè, cũng chờ hồi này, chờ hồi này. Ví dụ như lỡ mua ở đâu trên đây, bắt đầu rơi về đây, nó hồi như thế này này, đúng giờ chờ hồi nó hồi, lại con bán, lại bắt đầu này, nó đạp về đây này, rồi bắt đầu này, rút chân lên này, lại tiếp tục chờ hồi này, lại không hồi này, lại tiếp tục đạp thêm cái nữa này, rồi lại bắt đầu chờ hồi này, chờ hồi lại tiếp tục đạp thêm cái nữa này, đi luôn tài khoản chưa, đi luôn tài khoản rồi, đi từ đây tới đây khoảng 50-70% tài khoản rồi, còn cái gì đâu. Nên vì sao sai là phải cắt, chứ đừng có cố gắng chờ đợi hy vọng cái gì cả. Nguyên tắc là nguyên tắc, đầu tư có nguyên tắc mới thành công, còn không có nguyên tắc thì các bạn sẽ mãi mãi thua lỗ thôi. Và các bạn đừng cố gắng đi vào những cái vết xe lỗ của những cái sai lầm trước, và chúng ta phải tránh được những sai lầm đó ra để chúng ta cầm được những lượng tiền về. Còn đây đó mình xấu, đâu có tín hiệu gì đâu chúng ta tham gia. Rồi SSI sao? SSI tương tự vậy thôi. Đây, trên lây giảm. Có tín hiệu gì mua không? Không, thực chất đâu có tín hiệu mua đâu. Nó rút chân vô bé tí này đâu có tín hiệu an toàn đâu. Ví dụ như bạn thấy đi, rũ bỏ ở dưới đáy nó rút chân vô to to như này mới có tín hiệu ok chứ. Còn khi mà giảm điểm mà vô bé bé như này bạn thấy đi, nó giảm hoài luôn, có khi nào nó tạo đáy đâu. Nó phải nổ vô lên mới ok. Nhưng mà đối với trạng thái mà nó đạp như thế này, bạn thấy cầu nó chả vào. Rõ ràng là rút chân này vô thấp thì cầu chả vào, cầu chả vào nó sideways, sideways ở đây kiểu gì có thêm nhịp đạp nữa, nên đó mình ở đây chưa phải điểm mua mới, có thì canh bán. VND thì cũng quá xấu rồi, nó đánh như này làm sao biết đâu là đáy, nó cứ cắm đầu nó rơi, chả biết đâu là đáy nên đứng ngoài thôi. Tiếp tục đi qua dòng gì ở đây, công nghệ này, công nghệ hôm trước mình nói bạn CMG, các bạn coi video mình có phải bán ngay đỉnh không, rõ ràng bán ngay đỉnh. Tại vì sao ở đây này, tín hiệu bán này chạy lúc xảy ra này, xuất hiện một phiên gọi là sách ao3 này, được gọi phiên phân phối hàng ấy, là đầu phiên tăng cuối giảm và đóng cửa gần như thấp những phiên. Ở đây mình là tổ chức, mình sẽ phân phối như thế nào? Đầu phiên mình vào mình múc 2 triệu phiếu đô đi để làm gì, cho tư cá nhân hưng phấn này, FOMO này, vào múc theo này, cuối phiên mình xả ra 5 triệu là mình đã bán được 3 triệu phiếu rồi. Rồi sau khi mà xuất hiện được phiên phân phối một này, phiên phân phối số 2 này, phiên phân phối số 3 này là lo sách hàng ra bán đi, không chịu bán, để tới đây mới bán thì bán nó hơi trễ. Nên bạn nào coi video mình chỉ các bạn cách bán rồi, ở đây người ta chỉ các bạn cách mua, nhưng mình sẽ chỉ các bạn cách bán, tại vì bán nó cũng là cái quyết định quan trọng để bạn có thể đem tiền về hay không. Còn khi mà các bạn mua thì bạn sẽ đem lại biên độ nhận, nhưng mà các chắc gì các bạn đã đem được tiền về. Có nhiều người mà nắm giữ luôn liên tục cổ phiếu, lỡ mua điểm này này, nắm giữ liên tục bây giờ quầy vốn, chứ quầy vốn luôn rồi, và thậm chí vài bữa nó không bán đạp thêm nhát nữa lại lỗ, lại bắt đầu lôi hàng ra bán, nó không đem lại được biên độ nhận gì cả. Nên điểm mua quan trọng, điểm bán cũng quan trọng không kém. Nên vì sao chúng ta phải kết hợp hai cái, mua tốt và bán tốt, thì lúc đó chúng ta mới đem được tiền về. Nên rõ ràng nếu mà các bạn mua được đâu đây lên trên đây, bạn thấy đi xấu thì bạn đã lôi hàng ra bạn bán, chốt lãi là hợp lý rồi, chứ ở đây còn tín hiệu đâu tham gia. Còn nhiều người mua trên đây lại về đây trung bình giá lại tiếp tục sai, nên nhìn chung đó mình ấy tùy theo vị thế mọi người để xử lý thôi. Còn đó mình ấy hiện tại đang trên vị thế là cầm tiền, nên mình hiện tại mình sẽ chả tham gia đối với cổ phiếu này khi nó chưa tín hiệu gì để tham gia cả. VGI này, biên độ giao dịch lỏng lẻo thì hiện tại quan sát nắm giữ và canh bán, chứ điểm mua chưa có, tại vì đây chạy rút này, một phiên sắp out này, đây hai phiên này, và khả năng nó lên cái nữa sẽ đạp xuống cái sẽ tạo ra ba phiên, thì sẽ bắt đầu nó tương tự CMG. CTR cũng gãy như thế này thì khả năng sẽ đánh tương tự cái chạm như thế này này. Đó, còn về đâu thì khả năng sẽ về vùng 137. Còn điểm mua đó mình thì sẽ chưa có đâu, có tín hiệu đâu mua, nó sẽ về bên trong cái kênh xu hướng của nó này. Thường thường nó sẽ như thế. Ví dụ ở đây nó vùng quá mua này sẽ về bên trong kênh xu hướng này, ở đây vùng quá mua sau nó sẽ về ở trên trong đây này, kênh xu hướng này là hợp lý rồi. Nó sẽ như thế. Dầu khí này, BR này, nhìn chung này cái gap này chưa lắp lại được này. Ở đây nó cũng đã gãy trên tăng trong ngắn hạn này, điểm mua mới có chưa đó mình chưa có. Còn khả năng nó về đâu để mình xem nó về đâu. Thì trước mắt khả năng nó về đây, về hỗ trợ này, nếu mà thủng hỗ trợ này có thể về dốc khoảng 212. Còn mua mới đó mình thì có tín hiệu đâu mua. Ví dụ ở đây nó đang gãy đi. Ví dụ ở đây nó đang gãy trên ngắn hạn này, đó thì nó vẫn có thể là nó rơi xuống cái rút chân này, bắt đầu sẽ có nhịp hồi test đỉnh cái mới bắt đầu mở biên rơi cái nữa. Thì đây nhìn chung bạn thấy nó rơi, ví dụ như rơi về đâu đây này mới bắt đầu có nhịp hồi lên test đỉnh trên đây này. Đó, thì sau đó mới bắt đầu có đạp thêm cái nữa, nên bạn nào có thì canh nhịp hồi lên đây bán, còn điểm mua mới đó mình thì chưa có. Còn BBD thì đang trên lay giảm, nó cân bằng sideways dưới này, tham gia được chưa? Có tín hiệu đâu tham gia bạn. Trên lay giảm nguyên tắc mình sẽ không tham gia, mình chỉ tham gia trong trên lay tăng thôi. Còn ai kiểu bạn bắt đáy đây thì bạn hỏi bắt đáy vì lý do gì, rồi bắt đáy đây chắc chắn đây là đáy chưa, nó như thế thì bạn phải hỏi người ta xem mà mua lý do gì. Còn mình mua thì mình chỉ chờ gì ở đây đi, mình có chẳng mua dưới đây, mình mua đâu ạ? À? Mình mua khi nó bứt phát trên suối giảm, mình mua đâu trên đây này, đó dòng tiền trên đây mình mua trên đây vẫn được. Tại vì sao? Tại vì nó bước vào xuống tăng mình sẽ mua rất an toàn và mình nắm giữ được. Còn đối cổ phiếu này này, lỡ nó rơi gì nữa thì sao, bởi vậy mình đâu kêu bạn mua đâu. Còn nhiều người kêu bạn trung bình giá đây thì chắc chỉ đây là đáy đâu, đáy sinh ra là gì ạ, là để phá mà. Nên nhìn chung BVD cũng chả có tín hiệu mua, BVS tương tự này, bạn nhìn qua dòng thị trường đi,
nó khá là xấu chứ nó chả đẹp như bạn nghĩ đâu. Ngân hàng này, ACB này, ở đây bạn thấy vol tăng, giá tăng, chứng tỏ đây cung lớn cầu và cung đây ai bán ra, tổ chức có bán ra. Các bạn nhìn vào cái vol bạn biết rồi này, 33,8 triệu phiếu mà tăng 2,81%, trong khi đó đây là người ta này một cây khớp lệnh bao nhiêu ạ? 10 triệu phiếu đã tăng khoảng 1,93% rồi, ở đây tiếp tục khớp lệnh bao nhiêu ạ? 10 triệu phiếu đã tăng 2,25%, đáng lẽ đây nó phải tăng gấp 3 nó mới đúng, nhưng ở đây nó vẫn tăng bằng, thì chứng tỏ cung đang bắt đầu xuất hiện. Mà cung đây là của ai? Nhà đầu tư tổ chức chứ ai? Và khi tổ chức họ bán ra thì họ phải gì ạ? Họ phải mua lại giá thấp hơn chứ đâu phải là họ mua ở giá cân bằng. Nên bạn thấy vì sao trên đây là tích cung mà không tăng, là do ở đây tổ chức họ không nắm mà nhỏ lẻ nắm nhiều, thì họ phải đạp cho nhà đầu tư nhỏ lẻ sao ạ? Bán hàng ra giá thấp thì họ mới gom lại. Thì quan điểm mình này thì rõ ràng là ở đây nó phải đạp về đâu ạ? Về vùng hỗ trợ giá khoảng hai mấy ạ, 23 mấy này, thì sau đó mới tạo đáy này, hoặc nó rơi về đâu cùng giá khoảng là hai hai mấy này này, vùng gáp của nó này mới bắt đầu tạo đáy được này, tại vì gáp sinh ra sẽ lắp lại trong tương lai 80% là như thế. Nên đó mình ở đây nó chưa hình thành một cái vùng để chúng ta tham chiến được, ở đây nó gãy xuống thì nó đâu phải tín hiệu tốt đâu, chúng ta phải chờ thêm. Ví dụ đây bạn thấy đi, cây vân to như thế này này thì sao ạ? Tổ chức phải gom vùng giá thấp, cây vân to nó xuất hiện này, vân tăng giá tăng này, thì tổ chức họ phải gom lại vùng giá thấp chứ chả dạy gì mà họ gom giá bằng hoặc là giá cao hơn đâu. Nên đó mình khi xuất hiện cây vân to này thì phải chờ cái vùng chiết khấu tốt chúng ta mới tham gia. Còn BID nữa, cứ cắm đầu nó rơi biết đâu là đáy đâu, cứ giặt giặt nó rơi, giặt giặt nó rơi, thì nhìn chung chả biết đâu là đáy. Trong này này nó giặt giặt nó rơi, cho nó rơi xong đi tham gia, ở đâu điểm tham gia? Đây này, trên lai tăng này, nó bắt đầu cân bằng nền kiến tạo số 2 lên này. Nó bắt đầu là dòng tiền đâu trên đây, bạn tham gia này, là cái điểm mua đẹp, bạn tham gia điểm này đi, các bạn ăn từ đâu à? Từ bắp chân tới phần vai đã bạn thành công rồi. Hai mấy phần trăm là rất là ngon rồi, đỡ gửi ngân hàng rồi. Các bạn đừng cố gắng mua đáy bán đỉnh mà hãy cố gắng mua ở bắp chân, bán ở vai là thành công rồi. Còn nếu mà bạn nào mà bán hay hơn có thể bán ngay đỉnh đầu này luôn này, tại vì xuất hiện tín hiệu gì bạn bán này, xuất hiện một phiên sách ao này, hai phiên này, ba phiên là lôi hàng ra bán này, đây là bốn phiên này bán trễ, bán ở đỉnh đầu vẫn được, quan trọng bạn có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để biết được ở những cái điểm bán đó hay không. Còn mình luôn luôn đưa ra những cái điểm để mình bán, mình thống kê lại khi nào cổ phiếu nó đạt đỉnh, khi nào chúng ta nên bán cổ phiếu đó, thống kê lại được đi thì bạn sẽ biết được những điểm bán đó. Còn bây giờ mình đang chờ một trận chiến thật là lớn đối với thị trường, còn mấy trận nhỏ mình bỏ qua. Khi mình vào mình phải xác định mình ăn thật là to chứ mình chả bao giờ mình xác định ăn nhỏ, mình vào làm gì. MBB này nó tương tự vậy, đang trong biên xe quay thôi, có tín hiệu gì tham gia không? Không, ở đây nó còn cái gáp này, chờ quay lắp gáp thì tính, còn điểm mua mới là chưa có. Techcombank trước nó bạn rồi này, nó tạo ra mô hình cây niêm hướng xuống này thì nó gãy cây niêm, thì cái đây là điểm ăn bán này, bán không kịp sao à? Thì khả năng ấy nó sẽ đạp về đâu, đạp về hỗ trợ dưới đây này mới bắt đầu có nhịp hồi lên này. Bạn nào bán thì về về những vùng hỗ trợ canh hồi lên để bán, còn mua mới thì chưa có, làm gì có tín hiệu mua đâu. Còn VIP mà nó đã còn đạp về lúc dưới đây làm sao tham gia các bạn, nó đạp về lúc hỗ trợ luôn, lắp hết những cái gap của nó này, gap sinh ra lắp lại hết, đạp như thế này thì bạn thấy hiểu rằng ấy, là thị trường không ổn. Nếu mà ổn thì nó phải tăng, chứ ở đây nó đạp như thế này thì nó chả tín hiệu gì ổn. Còn đây thủng đáy không, chúng ta phải quan sát thêm, còn tạo đáy chưa thì đó mình thì chưa, tại có thấy tín hiệu gì đâu tạo đáy. Thế thì sao đây, bạn thấy giờ này hôm trước nó test cung nó có tăng không? Không, rõ ràng tích cung nhưng không tăng, biên độ lỏng lẻo này thì nó vào sóng chưa, làm sao vào sóng được? Các bạn nhìn qua năm kim đi, nó vào sóng thì nó phải vào sóng cả dòng, nhưng ở đây bạn thấy rũ lên cân bằng ở dưới này, tạo ra dùng cuốn xuống thì làm sao mà đẹp được, rõ ràng nó tạo ra dùng cuốn xuống thì chưa lên đâu. Như ở đây nó tạo ra dùng cuốn xuống này, nó sideways quay này, nó hồi lên cái lại đạp tiếp nữa nhịp nữa sao, thì làm sao có sự đồng thuận để vào sóng. HBG cũng đang tạo ra dùng cuốn xuống này, làm có tích điểm tham gia đâu. VGS này đáng lẽ con này vào sóng thì con này phải đánh lên đầu tiên là nó mới vào sóng, mà ở đây có những giáp mà không vào sóng sao thì làm sao có tín hiệu tham gia. Rồi cẳng biển này, con vốt này bạn thấy đi, đây là điểm bán này, bạn thấy chạy nước rút này, đây là một phiên sách ao này, hai phiên này, đây là ba phiên điểm bán này, bán trễ hơn bán phiên này cũng được, còn bây giờ nó rơi về đây khả năng sẽ có nhịp đạp về vùng hỗ trợ nó hoặc thủng đáy của nó đấy. Điểm mua mới chưa có đâu. AH này có nhiều bạn nói ở trên đây mua đi, bò rác lên mua này, mua có lãi đâu, nhưng đó mình đây điểm bán cũng đầy đủ tín hiệu bán này, chạy nước rút này, một phiên sách ao này, hai phiên này, đây là phiên số 3 này, bán đây là đẹp nhất rồi này, còn bán trễ hơn thì bán phiên số 4 số 5 gì đó, còn mua mới đó mình thì chưa. Đoạn này tái phân phối là chủ yếu, tái phân phối những cổ phiếu trên cao như thế này này để ra, để nó ra được hàng, sau đó thì chúng ta mới gãy. Còn bây giờ nó cứ cứ lần sần nó sideways, nó đập nhẹ sideways đập nhẹ thôi, cứ thế thị trường là như vậy và nhìn bối cảnh thị trường là như thế. Còn dùng vật liệu xây dựng thì nhìn chung thì cái thế như VCG này phân tích cái gì được, ở đây nó cứ đạp liên tục như thế này biết đâu là đáy đâu, đạp như thế thì thôi đừng có phân tích làm gì, chờ nó rơi xong đi chúng ta tham gia. Còn nó hồi thì mình cũng chả quan tâm, tại vì mình quan trọng trọng là khi mình đánh mình phải ăn vài chục phần trăm, chứ mình đánh ăn vài phần trăm làm gì. Có nhiều tư đánh T cộng, ví dụ như các bạn đánh T cộng bạn kỳ vọng 5-7%, nhưng mà 5-7% các bạn đánh như cái thế này cũng rất khó để ăn. Bạn thấy thì thị trường đi xuống đánh T cộng cũng rất là khó, đánh T cộng chỉ đánh trong trên lại tăng mua cổ phiếu nó rổ lên mới có lãi, chứ đánh T cộng mua hàng về cũng lỗ, cắt vài lần là bị cục vốn, làm gì còn vốn đầu tư chu kỳ phía sau.
Nên vì sao thị trường ta quan sát là ổn chúng ta mới đầu tư, còn không ổn thì chúng ta đứng ngoài. Thị trường này là thị trường bất ổn, nhìn cái thế cổ phiếu bạn thấy đi, xấu như thế này làm sao tham gia, cách B làm sao nói nó đẹp được. Nhìn chung thị trường ta đang không ổn thì đứng ngoài. Rồi điện này, nhiều bạn kêu bao này bắt đầu lên này, lên đâu nó cũng bắt đầu quay đầu tạo ra hai đỉnh này, điểm mua mới đâu có đâu, khả năng sẽ quay về đây lắp ráp này. Tức con mạnh đòn trước mà còn bán như thế này thì các bạn nghĩ các con khác nó lên nổi không? Làm sao lên nổi, con ghét nó cũng bị bán như thế này thì nó quay test line thôi, chứ làm sao có thể giật lên trên đây đi lên luôn được. Nó rũ bỏ gì nhiều cổ phiếu nó đánh cái thế hơi ngộ, đúng vậy, ở đây là đánh như thế này làm sao gọi rũ bỏ nữa. Nó rũ bỏ nhịp, nó rũ bỏ hai nhịp, ở đây phải dùng tiền đi vào luôn đi, rồi cân bằng đây mới rũ bỏ. Còn trên đây thực chất nhau tôi kẹp hàng đây nhiều này, đúng vậy, thì ở đây nó cân bằng sẽ quay một thời gian chúng ta mới chờ đợi tín hiệu tham gia. Còn đây cái cung nó rất là lớn, và khi cung trên đây lớn phải rũ bỏ đây một cái thời gian xa mới lên được. Giống như đây đi, cái nguồn cung lớn này bạn thấy nó đạp một cây thì phải sideways quay đây một thời gian và xa kháng cự mới lên được. Giống trên đây cung lớn này nó đạp xuống sao ạ, thì nó phải sideways quay một thời gian, những nhà đầu tư trên đây cắt lỗ bán ra tổ chức gom lại giá thấp mới đánh lên được, thường nó sẽ như thế. Nên ở đây nguồn cung khá lớn ở trên đây lên liền chữ V, các bạn nằm mơ mới lên chữ V. Thì bản chất cung cầu ở đây nó phải sideways quay một thời gian, hoặc nó phải còn có nhịp rũ bỏ ở dưới đây nữa thì nó mới lên được. Đó các bạn phải nhìn nó là như thế, tại mình đầu tư chứng khoán lâu, mình nhìn cái chart mình biết ở cái cổ phiếu đi về đâu liền, nó chưa lên liền, chứ nhìn mà cổ phiếu ở biết nó chạy thì mình sẽ nhìn và mình biết liền. Còn cái thế cổ phiếu như này thì làm sao lên, con ri thì nó cũng đẹp đẹp tí, nó sẽ quay nhưng biên của nó cũng hơi lỏng thì cũng chưa tín hiệu, thì khả năng sẽ tạo ra HBU đây và sẽ cần cân bằng thời gian. Còn đây đó mình thì trên lai tăng thì cổ phiếu này mạnh có thể chú ý phía sau, và đoạn sau cũng sẽ là cái chu kỳ cực kỳ á, gọi là quan trọng để chúng ta tìm kiếm những cái siêu cổ phiếu. Nên bạn phải chờ đợi chu kỳ phía sau đi. Các bạn nào mà đang cầm tiền ấy thì các bạn cố gắng cầm tiền thêm một tí nữa. Đó, rồi đợi chúng ta xuất hiện cơ hội mới để chúng ta tham gia. Chúng ta đừng có vội vàng ở đoạn này, trong thị trường này là thiết bị chuyển tiền, từ nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn sang đầu tư kiên nhẫn. Ai kiên nhẫn được thì sẽ kiếm được tiền, còn ai không kiên nhẫn được thì sẽ là người mất tiền. Khu công nghiệp đi, GVR này bạn thấy đi, bờ đất lên này hàng vẫn cũng sideways đánh cây thính ba những này làm sao sao nói vào sóng được. Hôm qua anh có nói rằng ấy, thị trường này bờ đất ao ba lên chưa chắc gì đã ăn đâu, giống như DGC này, bờ đất lên có ăn nổi đâu. Thì GVR nó bờ đất lên bằng đu lên đây này, hàng về T0 này, tính cho T0 này, T1 này, hàng về khả năng đạp về đâu khoảng giá 34 mấy luôn không chừng. Nên vì sao thị trường này đang là thị trường không ổn mà cứ mua cổ phiếu bờ đất ao lên thì làm sao có lãi được. SJC nó cũng chưa đồng thuận này, nó đạp như thế này làm sao tham gia. Đây trên live giảm như thế này này, tham gia gì ở đây, chủ yếu nó quay tích live giá khoảng 41 năm sao bắt đầu quay đầu nó giảm tiếp ấy. KBC giảm thế nó như thế này này, nó đâu có sự đồng thuận đâu, vẫn đạp mà. Thị trường bạn bạn thấy nó vẫn giữ chỉ số, nhưng rất nhiều cổ phiếu nó đi sâu rồi, có nhiều cổ phiếu nó đạt đỉnh trước rồi mà. Nếu bạn nhìn qua dòng phân bón đi, DGC nó nổ lên cũng có thành công đâu, nổ lên quay về vị trí ban đầu, nó cân bằng sideways đánh bull trap như thị trường ấy. Nó đánh y chang thị trường vậy đó. VN-Index này làm nhịp bull trap, nó sideways kiểu gì cũng có nhịp đạp nữa này. Bull trap này sideways kiểu gì cũng có nhịp đạp nữa, nên bạn thôi có cứ bán DGC ra cầm tiền chờ đến chu kỳ mới. Rồi thêm cái gì nữa đây, thêm những cổ phiếu như DRC hôm trước này bạn thấy đây, vừa đắt lên này nó lại đạp về lỗ khoảng gần 300 nữa rồi này, ai mua lỗ 300 rồi đấy, ai đun đây lỗ hơn nữa. Rõ ràng là nó bờ đắt lên, bạn thấy lỡ giống cái này sao, nó hoài phiên nó quay đầy nó đạp như thế này sao. Thị trường chung bất ổn, cổ phiếu nó vẫn có thể break fail bình thường, cái vân to đùng nhưng vẫn có thể đạp bình thường. Nên đó mình thì bản chất đoạn này thì nó khoai khoai thì sao à? Khoai thì giữ tiền để chờ đến chu kỳ sau chứ. Rồi thì chung ấy mình chỉ có nhiêu đó để chia sẻ bạn thôi. Thì các bạn còn thắc mắc gì các bạn có thể là comment dưới video này để mình hỗ trợ cho bạn một cách tốt nhất. Còn các bạn nào ấy mà muốn mà nghe những cái tư vấn hay là khuyến nghị của mình ấy, trong những cái gì trong những cái phiên buổi sáng, thì bạn có thể vào đây để bạn được vào những cái phần cộng đồng để biết mình hiện tại nói rằng là thị trường ta tham gia được chưa, hay là khi nào chúng ta tham gia, hay là thị trường ta ổn chưa, thì bạn có thể vào đó để chờ tín hiệu của mình. Đó là một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hồ Kênh.